Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ đi chợ Việt Nam, chợ Đại Thành ở San Jose nha. Để coi bên trong chợ hôm nay có bán gì nha. Đang bảo đâu? Có cần mắt kiến không? Có mắt kiến cho thấy đường đi. Cần xe ta bưởng. Này, hôm nay cô gái miền Tây mặc áo dài đi chợ nè. Cho mẹ đi. Chào ông bà cô chú đi con. Nè, bún tươi miền Tây nè. Bún tươi miền Tây này là 4 đồng 69 một cái. Em quẹt rau đi. Gạo cây dừa bao giờ là 50 phao ha. Thường thích phụ nội đi con. Mì bồ đề chai nè cả nhà. Có 3 đồng 99 một cái khác vậy thôi à. Đây phở chai. Rồi mì chai chua cay. Chắc mình lấy một bịch này đi. Mì chai chua cay. Mì chai chua cay cũng đồng giá luôn, 3 đồng 99 một cái. Đậu xanh có vỏ 1 đồng 69. Đậu phộng. Cà phê G7 Việt Nam nè. Mứt bí hôm nay cũng còn nữa, 2 đồng 89 cái thôi, chắc mình mua một cái. Giờ mình đưa tới hàng rau hết cả nhà. Hôm nay chợ cuối tuần cũng đông nè. Rau đâu, rau gì đây? Rau lan. Rau lan 5 đồng 79 cái rồi nè. Mua rau răm đi. Thôi cái đó không có tặng, cái đó có. Giúp cái chưa, lấy giúp cái chưa? Rồi. Nó giỡn. Lá lốt đồng đá nha cả nhà. Lá lốt đồng đá. Khoai mì. Khoai mì đông đá. Khoai mì hấp. Khoai mì tươi chưa đông đá, mà ở đây cũng có bán khoai mì tươi luôn, mua về tự gọt luôn. Ở này đông đá. Này là khoai mì bào. Khoai mì bào sẵn. Cao đông đá nè, cao tươi đông đá. Khoai lang đông đá. Hàng này là hàng đồ đông đá. Củ nghệ nè. Nghệ bún nè. Mình hay nấu bún mắm á, xả, khoai gấc, cái hàng là đông đá nha, khoai xả cũng đông đá luôn, xả cộng, ớt, ớt đông lạnh, gia hàng này là đồ đông đá, đồ đông lạnh của Việt Nam mình xuất khẩu qua, bánh bò đông đá, bánh bao đông đá. Bánh da lợn. Mấy cái hàng này là Việt Nam mình xuất khẩu qua cả nhà. Bánh bò. Bánh chuối. Bánh chuối đậu. Bánh tét đậu. Bánh dừa đậu xanh. Bánh lá dừa. Xếp hàng mua cá luôn. Thấy người ta đông quá kìa, mình mua lâu lắm. Mua cua hả? Không phải chục xe. Dạ, không phải chục xe nè. Mà cua ngon. Dạ. Cua một còn cua như lên mỗi chiếu là bà. Dạ.
Nó kệ để mình mắc chút xíu mua con bự nữa không? Bây giờ mình qua tới cái gian hàng này là đồ đông lạnh, đồ ăn. Kiếm gì mà? Em sống hả? Cái đồ hũ cá của Đài Loan phải không? Đồ hũ cốt 20 đồng một cây. Đó, có bán không? Mẹ mới lấy. Này là đậu hũ cốt nè cả nhà. 20 đồng một cái gì đó. Cũng nhiều lắm á. Mẹ thường đòi ăn gì con? Bảo đợi đi ba mua bánh tiêu nè. Có bánh tiêu này mua một bịch bánh bò kia nó lát về cái bỏ vô kẹp vô ăn. Cái tô kiểu đẹp quá hả? Đó. Kiểu đẹp hả? Dạ đẹp. Cái này của Nhật á. Cái này nó không có nóng. Dạ đúng rồi, không có nóng. Hôm hổm con cũng mua. Dạ hôm hổm con mua cái chạc chạc này cho hai đứa nhỏ hai cái. Còn mình mua cái chén kia, cái chén kia đó. Dạ. Nó dạ. Cái này của Nhật mà. Vậy hả? Chào bà đi con. Giỏi quá. Con gái con. Cái gì vậy? Cái này là mình mua ở chợ Đại Thành này cả nhà. Đúng mình mới mua nè. Bữa hổm mình mới mua đó. Cái này còn nè. Mấy cái nắp rồi. Cái này lẩu hai ngăn này nè. Để dành mình nấu lẩu, ai mà ăn cay bỏ bên đây, ai không ăn cay bỏ bên đây, ngăn làm hai. Dạ. Dạ. Giờ gì Việt Nam mình cũng đem qua đây bán đủ thứ. Nó cái lẩu này nè giống mình Việt Nam mình nó bắt. Cái sửng à, cái sửng hấp, dạ có sửng hấp bánh bao trên kia. Dạ nhà con là mua cái bự nhất luôn á để dành hấp bánh bao mẹ con làm. Cái này bánh bông lan, bánh bông lan này cũng ngon lắm. Ủa có mua cho con gái này không? Ba kiếm phở tô hả? Ở gói ở lúc mua dưới lót đó, ở dưới lót đó, ở dưới lót à. Để chưa? Bông bóng cá. Tôm nãy nay cũng còn sale hả? 5 đồng 49 cái. Nhưng mà muốn chín cái mà mình cũng mua mấy bịch ăn cũng được. Chợ Đại Thành hôm nay bán cua 3 đồng 69 một phao. Gạo lứt. Còn bên đây là nếp đó mẹ. Nếp lứt. Nếp than á. Phải không? Gạo lứt cây dừa 6 đồng 99 một bịch vậy nè. Trà thái nè, trà thái đỏ, trà thái xanh 4 đồng 99 một bịch. Trà thái xanh, trà thái đỏ thì cũng 4 đồng 99 luôn bịch, mà bịch trà thái đỏ lớn hơn. Bánh men của này chắc Việt Nam quá, bánh men sùng màu dinh dưỡng hả? Gạo lứt
thực phẩm dinh dưỡng. Này bắp nếp. Dạ. Thợ mai á, mình đặt ta mai bên Việt Nam hôm qua. Dạ. Đó con gái con. Ủa ai mua đó vậy? Anh mua. May may luôn. Dạ. Quá thì thôi. Con gái em. Con gái em á hả? Dạ. Kia mẹ. Dạ không mẹ em nè, mẹ em áo dài đây nè. Dạ. Dạ. Mong cầm. Rồi, chương trình đi chợ của gia đình mình đây là kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần sau. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip của gia đình mình. Bye bye cả nhà. À, hôm nay nhà mình đi chợ Đại Thành nè. Xong rồi đó. Bye bye cả nhà nha.